Sáng ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2022, các cấp ngành và địa phương luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng đẩy mạnh công tác tập hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự đạt 100% chỉ tiêu giao quân ở 3 cấp. Công tác đối ngoại được tăng cường triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Các lực lượng địa phương nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới, kịp thời chỉ đạo xử lý, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội tỉnh được giữ vững ổn định. Qua đó, góp phần rất lớn vào bảo đảm môi trường hòa bình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội. Kết quả năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tỉnh phát triển giữ vững, đạt 19 trên 19 chỉ tiêu, lần đầu tiên đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt sớm, nhiều chỉ tiêu đạt ở tất cả các địa phương, nhiều chỉ tiêu vượt nghị quyết năm đề ra, một số chỉ tiêu có tính ổn định, bền vững và tạo tiền đề để thực hiện các năm tiếp theo, hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm cao, những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2022 và đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ năm 2023. Triển khai cái nhiệm vụ tới đó, trong chỉ lưu ý mấy điểm này. Thứ nhất là về cái nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đầy đủ toàn diện các mặt công tác về quốc phòng an ninh ở địa phương. Chúng ta phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các cái văn bản chỉ đạo của chính phủ, bộ phòng, quân khu, của tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đánh giá đúng tình hình, phân tích và đánh giá sát đúng tình hình của địa phương để chúng ta có cái giải pháp xử lý, ngăn chặn, không để nó phát sinh thành cái điểm nóng. Một cái điểm nữa thì đề nghị các ông chú quan tâm là đối với lại quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang của địa phương mình trong sạch vững mạnh, nâng cao tính kỷ luật kỷ cương, kỷ luật quân đội. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 23 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2022.